Sau khi chính thức hoàn tất việc chuyển đến Real Madrid vào tháng trước, tiền đạo Kylian Mbappe hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài hậu Euro 2024. Cũng bởi điều này mà anh đã không cùng các đồng đội mới tham gia vào chuyến du đấu tiền mùa giải của Real tại Mỹ. Trong thời gian xả hơi, Mbappe luôn chăm chỉ rèn thể lực để sẵn sàng đá trận ra mắt đội bóng mới vào ngày 15 tháng 8 tới, khi Real sẽ dự trận tranh siêu cúp châu Âu với Atalanta tại Ba Lan. Như vậy là chỉ còn hơn một tuần thôi, các cổ động viên của Real Madrid sẽ được chứng kiến tân binh hàng đầu trong lịch sử có trận ra mắt. Chắc chắn rồi, ai cũng mong Mbappe sẽ ghi bàn vào lưới Atalanta, bởi đầu xuôi thì đuôi lọt. Một tân binh được kỳ vọng như ninja rùa mà bổ sung trong ngày ra mắt, mà nổ súng trong ngày ra mắt thì kiểu gì hiệu ứng cũng bùng nổ mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định rằng Atalanta không hề đơn giản. Đội bóng này đã bất ngờ đánh bại một Leverkusen được đánh giá cao hơn hẳn ở trận chung kết Europa League. Do đó, chưa chắc đây đã là món buffet thịnh soạn chờ Mbappe sơi tái. Chưa biết chừng, bom tấn người Pháp sẽ phải cần đến một tình huống đá penalty mới có thể tiến sát cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Real. Tuy nhiên, nếu kèn trắng được hưởng phạt đền, đừng vội vàng nghĩ rằng Mbappe sẽ mặc nhiên được thực hiện, dù rằng anh đang là Galacticos nổi nhất trong binh đoàn tỷ đô. Marca vừa tiết lộ thông tin liên quan đến Mbappe. Theo đó, tiền đạo 25 tuổi sẽ không có suất ưu tiên đá penalty ở mùa 2024-2025 tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thay vì được ưu tiên sút 11m, tiền đạo người Pháp sẽ chỉ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong việc thực hiện các quả đá phạt trực tiếp của Real. Theo tìm hiểu thì thay vì chọn Mbappe, huấn luyện viên Ancelotti đã chỉ định Vinicius thực hiện 11m của Real Madrid mùa tới. Mùa trước, tuyển thủ Brazil là ngôi sao được ưu tiên sút penalty của Los Blancos. Trước khi đến Real, Mbappe là cầu thủ sở hữu quyền đá 11m tại PSG. Riêng tại Ligue 1 mùa bóng 2023-2024, cựu tiền đạo AS Monaco đã thực hiện 6 quả penalty thành công. Thậm chí, bản lĩnh của Mbappe tốt tới nỗi anh sút thành công 2 quả đá phạt đền trong trận chung kết World Cup 2022. Mà đó đều là tình huống mà Pháp đang bị dẫn trước. Cộng thêm cú đá ở loạt luân lưu thì có tới 3 lần chân sút sinh năm 98 hạ gục Emiliano Martinez, siêu thủ môn hay nhất thế giới trong lĩnh vực cản phá các tình huống 11m. Nói thế để thấy Real vừa mới chiêu mộ một con quái vật chuyên hạ gục đối phương ở những tình huống cần não. Vậy thì vì lý do gì để không ưu tiên quyền sút cho Mbappe? Rất đơn giản, để giữ hòa khí trong phòng thay đồ, để không ai cảm thấy mình bị mất đi quyền lực. Hiểu một cách đơn giản, Real đang là đội bóng đáng ghen tị nhất thế giới. Trong danh sách xuất phát của họ có thể điền tên Rodrigo, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Enrique Felipe, Arda Güler cho vị trí tấn công. Toàn những cái tên đình đám hàng đầu của làng bóng đá. Song mặt trái của việc sở hữu quá nhiều ngôi sao sáng lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Ai mà chẳng muốn mình là tâm điểm sân khấu, được spotlight chiếm trọn. Với các cầu thủ tấn công, ghi bàn là cách tỏa sáng rực rỡ nhất và penalty là cách dễ nhất để điền tên lên bảng điện tử. Sẽ chẳng mấy ai quan tâm việc bạn ghi bàn thế nào mà người ta chỉ nhớ đến bạn ghi bao nhiêu bàn thôi. Nhưng nếu Real dồn hết toàn bộ số cơ hội thực hiện đã phạt đền cho một cá nhân, họ sẽ thấy phòng thay đồ nóng ngay lập tức. Giả sử Mbappe là người được chỉ định thì các công thần như Vinicius hay Rodrigo làm sao mà tránh được cảm giác ấm ức. Tôi đã cống hiến cho các ông bao nhiêu mùa mà bây giờ có một tên lính mới là các ông dồn toàn bộ quyền lợi cho hắn à? Thế thì nghe sao được. Nhưng chỉ định Vini hoặc Rodrigo thì cũng không ổn, bởi Mbappe chắc chắn sẽ chẳng thể hài lòng. Đừng quên chính tiền đạo người Pháp đã dính vào không ít vụ tranh giành penalty khi còn ở PSG, được chiều chuộng đã là đặc quyền nhiều năm qua của ninja rùa. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, sau trận PSG đại thắng Montpellier 5-2 ở vòng 2 Ligue 1, huấn luyện viên Christophe Galtier tiết lộ rằng thứ tự đá penalty của PSG là Mbappe, Neymar, Messi. Trận này, PSG được hưởng 2 quả phạt đền, thế nên đã không có suất đá quả thứ 3 cho Messi. Tranh cãi nổ ra khi Mbappe trở thành chú bé tham lam, tiền đạo mang áo số 7 là người thực hiện quả đá đầu tiên khi PSG được hưởng quả phạt đền ở phút 23. Tuy nhiên, Mbappe đá hỏng và sau đó khi PSG thêm một lần nữa được đá penalty ở phút 43, theo quy định là đến lượt Neymar, nhưng Mbappe đã tranh giành. Đó rõ ràng là hành động trẻ con của cậu bé vàng 2017. Hài hước ở chỗ, Mbappe đá hỏng 2 lần liên tiếp ở quả đầu tiên. Cú dứt điểm của Mbappe không thắng được thủ môn Benjamin Lecom. Trọng tài cho tiền đạo PSG thực hiện lại do thủ môn đã di chuyển trước. Nhưng một lần nữa, Mbappe tiếp tục không thành công. Vậy mà anh còn tranh quả thứ 2 của Neymar. Đó là khởi đầu cho xung đột của Mbappe và Neymar sau trận đấu. Theo báo giới Pháp, hai cầu thủ này đã húc đầu vào nhau trong phòng thay đồ. Thậm chí họ còn tiết lộ thông tin Mbappe muốn PSG bán Neymar. Thông tin này đã tới tai ngôi sao người Brazil.
Dù rạn nứt của hai cầu thủ này vẫn chưa xuất hiện trên mặt báo, nhưng đã có những tín hiệu để người ta tin rằng đó là sự thật. Neymar đã ấn nút thích vào bài viết chỉ trích Mbappe chiếm quyền tối thượng ở sân công viên các hoàng tử. Ngay cả một người nào đó vẫn cố chấp không tin về thói ngôi sao của Mbappe thì những gì diễn ra trên sân thêm một lần nữa chỉ ra điều đó. Tiền đạo 24 tuổi đã tỏ ra bực tức và không tiếp tục chạy lên mà lững thững đi bộ khi biết Vitinha không chuyền bóng cho mình. Đó rõ ràng không phải là hình ảnh của Mbappe trong quá khứ. Nhiều người từng mê mẩn vì thái độ nhiệt huyết và phong cách thi đấu đáng yêu của cầu thủ này. Việc để Neymar và Mbappe tranh sút phạt đền là thất bại lớn của PSG sau 10 năm thay da đổi thịt nhờ giới chủ Qatar. Nó phản ánh câu lạc bộ vẫn giống như nồi lẩu thập cẩm, không tuân theo bất kỳ trật tự nào. Hay nói theo cách khác, đó là thất bại trong việc xây dựng đẳng cấp cho đội bóng thành Paris. So sánh PSG với Real Madrid chẳng khác nào một gã nhà quê có tí tiền bán đất rồi tập tuệ làm dân chơi với một đại quý tộc giàu có năm đời. Nhưng để giữ gìn sang trọng, phú quý, họ không cho phép lối suy nghĩ ti tiện thấp kém được tồn tại trong nội bộ. Real càng phải làm nghiêm chuyện phân chia đặc quyền. Thật ra thì xu hướng sau này sẽ là một cầu thủ chuyên biệt thực hiện điều này. Huấn luyện viên Pep Guardiola từng khá đau đầu trong chuyện tìm người sút 11m trong những năm qua. Dù vậy, vấn đề này đã được giải quyết khi mà Haaland cập bến. Ở trận thắng 2-0 trước West Ham, khi thấy ngôi sao Na Uy mạnh dạn thực hiện 11m, Pep thậm chí còn phát biểu rằng Haaland sẽ đấm vào mặt nếu đồng đội dám tranh sút với cậu ấy. Việc Man City chọn Haaland sút penalty cũng giống xu hướng của đa số các đội bóng châu Âu, khi người sút 11m chủ yếu sẽ là tiền đạo số 1 của đội. Ở Liverpool, Mohamed Salah sẽ là người được ưu tiên lựa chọn sút 11m. Ở Tottenham, đó là đặc quyền dành riêng cho Harry Kane, sau này là Son Heung-min. Ở Manchester United, Bruno Fernandes sẽ chuyên trị thực hiện bởi sở hữu tỷ lệ sút thành công cực cao. Tại Real Madrid, đó từng là nhiệm vụ của tiền đạo số 1 Karim Benzema. Nhưng chọn Benzema thì rất dễ, anh là người có thâm niên phục vụ đội bóng lâu nhất, chuyên môn ghi bàn cũng tốt nhất. Thế nên Benzema sút thì các đàn em cấm cãi. Bây giờ tình hình khác, Vinicius Junior, Rodrigo tuy là ma cũ nhưng cũng không thể gọi là thâm niên. Wheeler và Bellingham thì mới đến mùa trước, mùa này thì Mbappe bắt đầu gia nhập. Vậy nên có lẽ trước mắt, huấn luyện viên Ancelotti nên phân chia quyền đá penalty ngay từ đầu giống như cách mà PSG từng làm. Ví dụ, quả đầu sẽ thuộc về Mbappe, quả thứ hai thuộc về Vinicius, quả thứ ba thuộc về Rodrigo. Đại khái là như thế, rồi sau này chuyển hết về cho ai đá uy tín nhất thì chuyển. Chứ bây giờ mà dồn toa cho một ông là toang luôn sự đoàn kết, thứ vũ khí giúp Real thống trị Champions League 2 lần gần nhất.